Nhà thiết kế Nhật Dũng vừa qua đời, kẻ xấu đã lợi dụng cái chết để trục lợi. Sau hơn 7 tháng điều trị bệnh tật tích cực, chiều ngày 19 tháng 5, nhà thiết kế Nhật Dũng đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 41, khiến cả dàn sao Việt chìm trong tang thương. Được biết, từ tháng 10 năm 2020, nhà thiết kế Nhật Dũng bị ốm nặng, sốt cao và thường xuyên phải đi viện vì tình trạng sức khỏe yếu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị vi khuẩn xâm nhập gây đau đầu, đau mắt, suy giảm thị lực nghiêm trọng. Đến hôm 17 tháng 5, sức khỏe Nhật Dũng chuyển biến xấu nên được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ nói không còn hy vọng nên gia đình đưa anh về Quảng Bình để tiếp tục chăm sóc. Và đến nay anh đã không qua khỏi. Trên mạng xã hội, đại diện truyền thông của Nhật Dũng, chị Võ Kiều Trang đã xác nhận anh qua đời. Ngoài ra, một người bạn thân kề cận bên nhà thiết kế Nhật Dũng trong giờ phút cuối đã chia sẻ: "Hôm nay đưa tin về anh nhiều quá, bạn bè em biết nó hỏi, tin nhắn nhiều mà không dám đọc bởi sẽ phải trả lời đúng rồi. Giờ đây em chỉ có một điều ước rằng nỗi đau này sẽ trôi qua thật nhanh anh ạ. À. Không còn có thể hy vọng một phép màu nào nữa, ôm anh trên tay mà nghe lòng chất chứa." Đại diện truyền thông của nhà thiết kế Nhật Dũng chia sẻ với chúng tôi, nam nhà thiết kế qua đời vào lúc 20 giờ 35 phút hôm nay tại nhà riêng. Trong ngày hôm nay, nhà thiết kế Nhật Dũng rơi vào hôn mê, anh kiệt sức, mất dần nhận thức và qua đời vào tối cùng ngày. Ngoài ra, nhiều ngôi sao V-biz như Kiều Ngân, Đoàn Minh Tài, Thúy Ngân đã đồng loạt gửi lời chia buồn. Lúc sinh thời, nhà thiết kế Nhật Dũng là người đồng hành cùng các nghệ sĩ trong các show thời trang. Anh là người tiên phong đưa họa tiết di sản dân tộc vào tà áo dài. Thế nhưng trong khi rất nhiều người đang tiếc thương cho sự ra đi của nhà thiết kế Nhật Dũng, trên trang Facebook lại xuất hiện một tài khoản mạo danh trắng trợn là người nhà của anh, qua đó đăng thông tin giả mạo về tang lễ. Thậm chí người này còn để lại số tài khoản ngân hàng để lừa đảo mọi người chuyển tiền phúng viếng nhà thiết kế. Điều đáng nói, tuy nhận là người nhà nhưng tài khoản này lại viết sai giờ mất và sai họ của anh thành Nguyễn Nhật Dũng. Liên quan sự việc, gia đình Nhật Dũng mới đây lên tiếng nói rõ trên trang cá nhân của anh. Trong sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nhà thiết kế Nhật Dũng, thay mặt cho nhà thiết kế Nhật Dũng và gia đình cũng xin đưa ra cảnh báo về việc xuất hiện tài khoản Facebook nhà thiết kế Nhật Dũng. Tài khoản này có để thông tin tài khoản và kêu gọi phúng viếng, nhưng chúng tôi xin khẳng định đây là tài khoản giả mạo. Nhà thiết kế Nhật Dũng họ và tên khai sinh là Võ Nhật, không phải Nguyễn Nhật Dũng. Và anh chỉ có một tài khoản Facebook cá nhân duy nhất là tài khoản Võ Nhật này. Rất mong mọi người tỉnh táo để tránh những sự cố đáng tiếc. Một lần nữa xin thay mặt gia đình, bạn bè và người thân nhà thiết kế Nhật Dũng cảm ơn những lời động viên chia buồn trong thời gian bối rối này. Ca sĩ Phương Anh, người em thân thiết với nhà thiết kế, sau đó cũng lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ trên trang cá nhân. Cô kêu gọi mọi người chia sẻ để tránh bị kẻ gian lừa đảo. Tại sao lại có những con người giả mang vậy? Người mất rồi cũng không yên, mang danh người nhà để đi lừa đảo tiền. Anh Nhật Dũng không có anh trai và không phải họ Nguyễn nhé mọi người. Hãy cùng nhau chia sẻ để chặn ngay những thành phần lừa đảo này nhé. Nữ ca sĩ bức xúc. Dưới bài đăng của ca sĩ Phương Anh, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ vì hành vi vô ý thức, vô đạo đức này. Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, song việc kiếm tiền bất chính dưới danh nghĩa người nhà của một người đã khuất là không thể chấp nhận được. Được biết, sức khỏe của nhà thiết kế Nhật Dũng chuyển biến xấu sau chuyến đi từ thiện giúp đỡ đồng bào lũ lụt ở Quảng Bình vào tháng 10 năm 2020. Anh nhập viện điều trị do vi khuẩn xâm nhập ăn vào não, khiến cơ thể suy nhược, một bên mắt bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Trong quá trình điều trị bệnh, có thời điểm sức khỏe của nhà thiết kế Nhật Dũng được cải thiện, anh tranh thủ làm việc và tham dự một số sự kiện thời trang. Trong suốt sự nghiệp của mình, Nhật Dũng luôn tận tâm với công việc và được rất nhiều sao Việt yêu mến, ngưỡng mộ.